chương trình Phố Bonsai TV chúng tôi hôm nay rất hân hạnh tiếp xúc với lại họa sĩ Mạc Chánh Hòa. Ông là một họa sĩ vẽ chân dung rất là quen thuộc ở Lê Đồ Sài Gòn. Thường thì họa sĩ Mạc Chánh Hòa chuyên về vấn đề nghệ thuật, ít có những ý kiến gì về vấn đề chính trị. Tuy nhiên sáng hôm nay ông có vẻ bức xúc về một nhân vật, đó là ông Ngô Kỷ. Xin họa sĩ Mạc Chánh Hòa có thể trình bày một số cái ý kiến của ông ạ. Thật sự tôi kính chào quý vị. Thật sự tôi thì tôi không có tham gia vào chính trị, nhưng mà cái vấn đề tôi nghe cái vấn đề mà Ngô Kỷ là nói những ai đó mà đi cái bữa mà lễ truy điệu của tướng Nguyễn Cầu Kỳ, là toàn bộ những người đó đều có chịu trách nhiệm về sự việc mà để hai cái người mà phó lãnh sự quán của Cộng hòa của nước Việt Nam đến dự. Ông cho là những người đó chịu trách nhiệm mà phải trả lời trước với ông. Thứ hỏi thứ nhất, Ngô Kỷ là ai? Ngô Kỷ đã làm được những gì? Thứ nhất, hồi đó là Ngô Kỷ trong nước đã làm những cái sự việc gì để giúp cho nước, đã ra chiến đấu bảo vệ cho nước chưa? Hai là trốn lính, là tìm cách để không đi lính. Nó có thời gian để làm gì? Sinh viên là sinh viên, người ta vẫn đi nhà bên như thường, người ta vẫn vào trong Thủ Đức như thường. Thì nếu thí dụ là trong nước mà anh được cái sự việc là anh không đi lính, thì anh lấy cái gì để gọi là giúp? Anh mới giúp được cái gì trong nước? Rồi bây giờ thì hiện tại trong cái nước Mỹ này, cái nơi tự do, anh cũng không làm một cái việc gì để giúp ích, chỉ khuấy rối trong cái cộng đồng mà thôi. Hết người này qua người kia, biểu tình người này người nọ. Ngay cái bản thân anh đã làm được cái gì chưa? Mà anh lấy cái tư cách nào để anh hỏi người ta? Đại diện cho ai? Đại diện cho anh? Chứ anh đại diện cho ai được cả? Mà anh, ngay cả bản thân anh đại diện được cái gì? Mà nêu trong cái sự việc đó, tại vì ngày đó có mặt tôi đi dự, vì do anh nhận tôi lên tiếng. Theo ông nghĩ cái vấn đề ông Ngô Kỷ đặt ra, tức là những người sĩ quan cái ngày hôm đó tham dự, nhận thấy sự có mặt của hai viên phó tổng lãnh sự của chính quyền Cộng sản Việt Nam tham dự mà không có ý kiến gì, thì theo ông Ngô Kỷ thì các vị sĩ quan đó đều phải chịu trách nhiệm cả. Thì hãy bỏ cái vấn đề cá nhân của ông Ngô Kỷ là có đi lính hay không đi lính trước kia, hãy chỉ xin nhìn vào cái điểm đó mà ông Kỷ đặt ra, thì theo ông nghĩ là cái điểm đó nó có cái gì để mà suy nghĩ? Tại vì theo mà tôi thấy là một sự việc mà các vị sĩ quan đó, họ với cái tư cách của họ rất là đúng. Tại vì thử hỏi rằng hai người đó họ chỉ đến cái ngày cái lễ rất lễ tri điệu, mà họ chỉ đến họ cũng điếu thế thôi. Đó là sự lịch sự, mình không có phép gì chỗ nào để gọi là mình từ chối sự việc đó được cả. Còn cái chuyện gì muốn đấu tranh thì đấu tranh phía bên ngoài cơ. Còn cái chuyện này họ rất rõ ràng, họ vẫn tới mà cái lá cờ của Cộng hòa vẫn có đó, vì nó còn cầm nào có đó, mà họ vẫn đi vô, họ vẫn làm lễ thi điệu, họ vẫn làm lễ chào cờ, họ có sự tôn trọng mà. Họ đâu có phải làm đồng bậy đồng bạ điều gì đâu mà phải chống người ta. Họ rất lịch sự, không có gì cả. Tại sao họ văn minh mà sao mình không văn minh? Nếu mà tất cả những cái vị sĩ quan có mặt đó mà đuổi người ta ra như ra đó, như theo cái ý của Ngô Kỷ nói, thì tôi hỏi rằng có đúng không? Hả? Cái người có ăn có học có sự hiểu biết đó của những vị sĩ quan đâu, họ đâu phải làm chuyện đó được. Mà sự rất là lịch sự, mà rất là cái xã giao, cái giao tế, chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Họa sĩ Mạc Chánh Hòa, ông là người trực tiếp tham dự cái buổi lễ cầu siêu đó cho ông Nguyễn Cầu Kỳ. Theo ghi nhận của ông đó, khi hai vị phó là tổng lãnh sự tới tham dự như vậy đó, thì ông như ông nói là có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ngay chỗ đó, và nghe được biết cũng có làm cái lễ chào cờ. Thì khi cái lễ chào cờ và cái có lá cờ như vậy, thì quý vị này vẫn đứng ở dưới cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và đứng nghe cái lễ chào cờ với bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ông nhận thấy nó như thế nào? Tôi thấy người ta vẫn tôn nghiêm, người ta vẫn cái lễ độ họ làm việc đàng hoàng, chứ họ đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu.
Tại vì tôi nghĩ rằng tất cả cái sự việc cái ngày hôm đó tôi thấy đều là tốt đẹp, không có cái gì hết. Tại vì cứ đem ra cái nói rằng các những vị sĩ quan đó mà tại sao mà không lên tiếng, làm sao lên tiếng được? Vì với mấy người sĩ quan họ làm điều đúng, nó là nguyên tắc đúng, tại vì đâu có gì trật đâu. Thử hỏi là bây giờ từ hồi xưa tới giờ tất cả khi mình đấu diện để mình đấu tranh mà đấu tranh, có sự việc này cái chuyện giao tế mà đâu có cái gì đâu. Ông có ghi nhận được là các vị sĩ quan hoặc là các khách mời ở đó đó khi ghi nhận thấy có sự tham dự của hai vị phó tổng lãnh sự của chính quyền cộng sản Việt Nam, đồng thời có vòng hoa ghi rất rõ ràng là từ tổng lãnh sự San Francisco, thì có ông có ghi nhận được cái sự phản đối nào đó dù ít hay nhiều, hay là có ghi nhận cái sự là có những vị sĩ quan, cựu sĩ quan tới tiếp chuyện và hoặc là nói chuyện với lại hai vị tổng lãnh sự đó như thế nào hay không? Tại vì tôi lúc đó thì tôi không để ý mấy, nhưng mà thật sự á là tôi thấy tất cả những người đó họ bình thường, tất cả mọi người họ đều rất là bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thế toàn bộ trong đó là bình thường, coi như thí dụ bây giờ mình đừng có để ý tới hai vị đó đi, nó là sự bình thường như mọi người thôi, tất cả ai đều cũng như vậy thôi, cũng không có ai mà nói chuyện nhiều thế này nhiều. Người ta chỉ chủ yếu là đi tới chờ cái lễ, làm cái nghi thức làm thế nào cho đúng xong hết rồi mọi người ra về, thôi vậy thôi. Cái sự kiện mà hai người phó tổng lãnh sự của chính quyền cộng sản Việt Nam tới đặt vòng hoa cũng như là đứng dưới lá cờ cũng như là nghe cái bản quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa ngay lúc đó, ông nghĩ cái sự kiện đó nói lên cái gì? Với tôi thì tôi đã nói trước là tôi không có để ý cái vấn đề mà chính trị, tại vì tôi không có tham gia chính trị. Vì chẳng qua là vì do là ông Tấn Kỳ giờ muốn dù không á, ông cũng là phó tổng thống, ông là vẫn là thủ tướng, tại vì ông vẫn là đơn vị trưởng, thì đương nhiên tôi cũng trong nhà binh, đương nhiên thì tôn trọng như vậy thôi. Còn chuyện của ông có thế nào đó thì của lịch sử nói chuyện, chứ tôi không có phép không được biết tới chuyện để làm gì. Tôi chỉ biết tôi có cái sự tôn trọng ông thế thôi. Nhân tiện nói như vậy thì được biết ông hồi xưa cũng là trong quân đội, và với cái tài hoa là vẽ chân dung thì ông cũng đã được tiếp xúc với nhiều vị sĩ quan cao cấp và vẽ chân dung họ cũng như gia đình họ. Riêng ông Tướng Kỳ thì ông có cái dịp tiếp xúc qua khi còn ở trong quân đội không? Cái đó tại vì lúc đó thì mình làm sao mà gặp ông được, thì mình tự nhiên nữa là tôi ở đơn vị tác chiến, nó muốn xin lỗi nó chỉ cần có một cái tôi gặp ngay cả trong công trưởng sếp của tôi đi ngạo tôi còn chưa gặp nó cả. Thì lo cái tình tác chiến là tác chiến thôi, nó thì giờ ở đâu để biết để gặp. Thì vì thường thường nó thì chỉ mình chỉ ai cận và ai gần mình biết thôi. Chứ không nhiều hồi người ta cứ tưởng rằng trong một đơn vị người biết hết, nó đâu biết hết được. Trở lại cái những cái bức xúc của ông về những cái lời phát biểu cũng như là những bài viết của ông Ngô Kỷ đó, thì ông có gì nói thêm về cái vụ liên quan tới lại cái lễ cầu siêu của ông Nguyễn Cao Kỳ mà qua cái sự phản ánh của Ngô Kỷ? Tại vì tôi chỉ có một cái là cái ngày mà lễ truy điệu thấy hoàn toàn nó rất là tốt đẹp mà rất là đúng, nó không có gì để trật cả. Tôi đã nói một cái rằng cái chuyện của ông Tướng Kỳ là chuyện của ông Tướng Kỳ, cái chuyện của lịch sử phán xét. Cá nhân tôi thấy cảm thấy là điều với tôi không có ý kiến về chuyện đó. Tôi chỉ biết tôi tôn kính họ mà tôi đi thế thôi. Còn cái chuyện mà Ngô Kỷ đòi hỏi thì tôi hỏi ngay trước nhất, Ngô Kỷ lấy cái phương cách nào, cái phương diện nào đại diện cho ai để hỏi cái cách đó, mà đòi cái gì, lấy cái tư cách gì để được đòi cái điểm đó? Vì ngay từ xưa tới giờ anh chưa làm cái gì cho đất nước cả. Rồi anh nói rằng là hồi đó là ông Kỳ thế này thế kia, Kỳ không nói, nhưng mà ở tại cái nước Mỹ ông Kỳ không làm được cái gì. Thì ngay Ngô Kỷ đã làm được cái gì cho đất nước này, cho cái nước Mỹ này, mà cho cái cộng đồng này? Về nó chỉ là phá rối. Về cái sự đấu tranh liên tục của ông Ngô Kỷ từ bao nhiêu năm nay, ông không ghi nhận cái đó là những đóng góp của ông Ngô Kỷ vào cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam? Tôi thấy không có cái gì để đóng góp cả. Tôi phá rối.
thì rõ ràng nó giúp ích được cái gì, đòi hỏi cái gì. Nhưng mà anh phải đại diện cho ai, anh đã làm cái gì, anh đã làm được cái gì và anh đòi hỏi. Nếu thí dụ anh đã làm nên một cái sự việc gì, anh mới đòi hỏi chứ. Anh chưa làm được một cái gì, anh đòi hỏi cái gì. Mày chứ anh thấy tôi chỉ biết là tôi ngồi tôi vẽ, tôi chơi thôi. Tôi không đụng chạm hết. Tôi chỉ tôn kính người ta, tôi làm được tôn kính thì tôi tôn kính thôi, tôi không dính về chính trị. Nhưng mà tại vì có nói tới mà đụng, tại vì do tôi có đi dự trong cái đó. Mình bảo chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái gì? Hả? Ông lấy cái cương vị gì để đòi hỏi? Ông là ai? Tôi thấy nói chuyện mà thường thường cái thằng này, thằng kia, thằng nọ. Tên nguyên tắc một con người mà nói ra cái vấn đề mà tiếp quần chúng mà kêu thằng này, thằng kia, có đâu có phép đó. Anh không bằng làm, anh nói gì mà phải giữ cái lịch sự. Cái thằng này thằng kia là cái gì? Chửi người này chửi người kia, đó đâu có vấn đề mà nói ra cộng đồng dân chúng được. Một trong những cái chủ trương mà ông Ngô Kỷ lập lại nhiều lần, nhiệm vụ của ông theo ông xác định đó là có thể không phải là chống cộng sản ở bên kia bờ Thái Bình Dương đối với ông là xa xôi quá, nhưng mà là theo cách nói của ông Ngô Kỷ là vạch trần bọn Việt gian ở ngay tại đây. Ông ghi nhận được những cái điều mà ông Ngô Kỷ làm trong thời gian qua trong những cái điều đó như thế nào? Thì nếu như vậy thì tôi hỏi rằng đó là vạch trần được ai? Được ai? Ai là Việt gian? Anh lấy gì để anh chứng minh? Hay là anh chụp mũ? Những cái cuộc biểu tình dài ngày của ông Ngô Kỷ ở Báo Người Việt, những cái biểu trước đây nữa là biểu tình trước ông tiệm của ông Tony Lâm, và gần đây là cho tới bây giờ là cả hơn một năm là đậu xe biểu tình tỏa kháng liên lụy ở trước báo Việt Hero. Thì theo mà cái tôi được biết là cái Tony Lâm thì hoàn toàn tôi không biết, lúc tôi không biết. Còn vấn đề biểu tình của Báo Người Việt thì cái chuyện của Báo Người Việt mà biểu tình đó thì ok, biểu tình tới cái sự việc anh nói đó, thì thường thường tôi thấy vẫn nghĩ rằng cái ông luôn biểu tình đó, thường thường nó chỉ đưa ra những cái bất đồng ý kiến, không bằng làm điểm gì đó. Ta đi biểu tình chỉ chứng minh rằng tôi không đồng ý sự việc đó, có đưa ra những ý tôi kêu gọi, có đòi hỏi, xong rồi chừng vài tiếng là cùng thôi. Cái còn cái chuyện mà tôi chả hiểu lý do tại sao mà nó có cái chuyện mà lâu dài trên này, tôi không nói riêng gì với ai hết. Thường thí dụ tôi ở đây, tôi đi thấy Mỹ đó, họ biểu tình, họ chống đấu một cái điểm gì đó, họ chỉ đưa ra cái bản hình đưa coi, họ đứng hơi im lặng, họ không hô hào, không có la gì hết, chỉ đưa lên cái ý kiến của họ xong, đúng về đúng khác rồi rút, đó vậy thôi. Tôi không hiểu lý do tại sao có sự việc này. Nói cái điều đó đúng hay sai tôi chưa cần biết, nhưng mà tôi chỉ thấy có một điểm là cái thường thường đó, mà nếu mà bên đèm về bên về hội họa thì chẳng qua là cái chuyện mà cái lá cờ mà nằm ở trong cái chậu á, thì tôi chỉ nghĩ rằng điều đó nó đâu có cái gì đâu, thì chẳng qua tại vì mình không thích rồi mình đòi hỏi cái sự việc vậy thôi. Chứ về bây giờ thí dụ họ muốn tiêu biểu là một cái người mẹ đại diện, mà người mẹ đó mà làm chuyện nail thì làm sao mà diễn đạt được cái người mẹ làm nail là như thế nào, làm sao? Thì chỉ có cái đó để nó tiêu biểu cho cái tiệm nail. Mà muốn nói nó là người quốc gia thì họ chỉ mượn họ để thôi, chứ đâu có nghĩa rằng họ đưa cái đó họ nói là cái chậu rửa chân hay cái gì, nó đâu có cái gì đâu. Nhưng mà ví dụ như mình không bắt tội thì cái gì mình bắt cũng tha hết, mà nếu mình muốn tha cái gì mình tha cũng được hết.
chúng ta có thể sẽ phải quay lại cái đề tài liên quan tới cái vấn đề cái chậu rửa chân mang hình cờ vàng ba sọc đỏ và một cái gì khác. Quay lại cái ba cái cuộc biểu tình của ông Ngô Kỷ mà chúng tôi vừa nêu ra với ông đó là cuộc biểu tình trước ông Tô Lâm, rồi trước báo Người Việt và trước báo Việt Caro đó. Để hỏi ông rằng là qua những cuộc biểu tình như vậy thì theo ông nghĩ ông Ngô Kỷ đã đạt được những cái điều mà ông chủ trương là tức là vạch trần bọn Việt Giang hay không? Thì bằng chứng như vậy ông có làm được cái gì đâu, ông có vạch được cái gì, ông nói gì nó không vạch, ông vạch người ta được cái gì, ông đã vạch được người ta cái gì chưa, ông đã vạch được cái gì đó. Bằng chứng bây giờ ông cũng đâu có được đứng đó nữa đâu, đúng không? Điều đó rõ ràng ông đâu có làm được cái gì đâu. Tất cả những điều gì ông đã làm, ông đâu có làm được cái gì đâu. Những gì ông đòi hỏi, những gì ông nói thì ông đã làm được cái gì. Nói chung lại là tất cả những người đồng hương đây vì cái tình đồng hương với nhau cho nên họ nể, họ không muốn động tới thôi. Chứ thật sự trên cái đất nước tự do như thế này, công an việc làm người ta mà anh phá phách thì anh đụng tới người ta là thưa thì có ngài vậy đấy. Còn những phát biểu cũng như những bài viết của ông Ngô Kỷ phát tán rất nhiều trên hệ thống internet với những cái thái độ chống cộng sản Việt Nam rất là quyết liệt, ông có ghi nhận được những hiệu quả của những việc làm đó? Tôi thấy ông chả có cái gì để hiệu quả bằng chứng, nhưng mà ở thì nghe thật nết á, biết bao nhiêu bài họ chửi Ngô Kỷ chứ đâu có ai họ khen đâu, biết bao nhiêu bài cái mở trên internet đó coi. Tôi thấy tôi đọc nó có cái gì đó hoàn toàn chả không có hiệu, không có một cái hiệu quả nào cả. Nếu nó có hiệu quả ngày hôm nay Ngô Kỷ không phải là bây giờ, là như bây giờ nó phải có một cái gì. Nếu Ngô Kỷ đã thành công sự việc đó thì ngày nay Ngô Kỷ đâu có vậy, đúng không? Ngoài ra ông còn ghi nhận những điều gì qua lời nói và hành động của Ngô Kỷ mà ông bức xúc để mà phát biểu? Tôi chỉ bức xúc có vậy thôi, tại vì có trong cái sự việc tôi có đi dự cái lễ tri điệu đó, nhưng mà ông lời ông nói gì mà ông kêu gọi tổng quát chung chung như vậy, ông kêu hết như vậy, ông là ai mà ông đòi chuyện đó? Cho nên lý do là tôi lên tiếng có thế thôi. Tức là với tư cách một người có đi dự, cho nên ông cảm thấy là bị xúc phạm. Chứ nếu không thì tôi không thèm lên tiếng thôi. Tại vì tôi không có tham gia chính trị. Tôi đã nói tôi không tham gia chính trị. Nhưng mà tại vì cái ngày đó tôi có đi. Tại vì chẳng qua là cái sự việc đó là tôi kính trọng tôi đi thôi. Còn tôi đã nói trước là cái sự việc gì của ông, của cái vấn đề của lịch sử sau này, họ phán xét họ nói gì kệ họ. Ông tốt hay ông xấu của lịch sử nói. Chứ mình không có quyền phép gì để nói chuyện đó hết. Mà thấy cái ngày đó rất là đàng hoàng, không có cái gì xảy ra cả. Mà tại vì cái ổng đòi hỏi như vậy, ổng là ai, ổng lấy cương vị gì, ổng không có đại diện được cho ai cả mà đem đòi điểm đó cả. Ngay bản thân ổng là cái gì mà ổng đòi cái gì, ổng đại diện cho ai, có thế thôi. Mà ổng có đại diện cho ai nữa, ổng cũng không có đòi chuyện đó được. Ổng không có phép đó. Ông còn gì bổ sung để chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay? Không, tôi chỉ có vậy thôi. Tôi rất là cảm ơn quân cố Bình Sa Cường TV. Xin cảm ơn họa sĩ Mạc Chánh Hòa. Hy vọng chúng ta sẽ được tiếp xúc và nói chuyện thêm về nhiều đề tài khác nữa, đặc biệt là liên quan tới vấn đề hội họa.